Rồi, mẹ sẽ làm y chang lịch trình của con xin với ba, con chịu không? Dạ, con được mua hết luôn hả mẹ? Ừ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Mình đi lựa sách mẹ. Mẹ ơi, vậy là con đã mua đủ hết rồi đúng không mẹ? Rồi, tạm đủ như vậy. Khi nào học, cô giáo cần yêu cầu thêm gì thì mẹ sẽ mua sau. Dạ. Bây giờ á, phần dụng cụ học tập coi như là xong rồi. Bây giờ tới phần giải trí đúng không? Dạ, ăn gà rán và ăn kem. Dĩ nhiên là được rồi, vì con đã sinh ba rồi mà. Dạ. Nhưng mà mẹ ơi, con có chuyện muốn mua. Nằm ngoài sổ sách mà con đưa cho ba. Chuyện gì vậy? À, con muốn mua gà rán và kem cho bạn Bồng Bon và cho bạn Tiến Sĩ luôn, được không mẹ? Tất nhiên là được rồi. Con biết quan tâm bạn bè như vậy là tốt. Yeah. Mẹ luôn ủng hộ. Nhưng mà nè, con phải nhắc nhở bạn cố gắng học tập cho thật giỏi trong năm học mới nữa, nghe không? Dạ, con biết rồi. Ba với mẹ là nhất luôn á. Định quá hả? Hai, hai trang điểm vậy nào? Em thấy vô dụng quá à, không có gì liên quan. Mày mà biết gì? Im đi. À, hai dám lấy đồ của mẹ để trang điểm nè. Mét mẹ cho coi. Thì mày cứ mét đi, rồi tao sẽ mét mẹ. Là ai kia lấy tiền của mẹ đi chơi game, đến lúc đó không biết mẹ đánh ai nhiều hơn à. Hả, bỏ qua đi. Coi như là quà. Ừ. Công tình mình trang điểm đẹp vậy mà không có điện thoại xịn để chụp hình. Hả, Facebook làm gì? Em thấy hai có đẹp đâu. Chị mày mà mày nói vậy hả mày? Mày không biết gì hết. Facebook của chị hai á, có 100.000 người like luôn á. Nhưng mà chỉ có điều á, là không có điện thoại xịn như tụi nó thôi. Hai nói nãy giờ em không có hiểu gì đó. Nhưng không sao, bước 1 ta đã thành công thuyết phục được mẹ. Sắp mua iPhone rồi. Là em như cái bữa hôm trước á. Còn lâu ha. Tụi dễ dù mẹ lắm hả? Em cũng không dạy gì theo hai đâu. Em mà theo hai hả? Em sẽ bị cắt tiền tiêu vặt thì sao? Bê. Mày không giúp sức thì thôi mà còn nói xui nữa mày. Nè nha, mai mốt tao mà có điện thoại á, mày đừng có mà xin xài điện thoại của tao nghe chưa? Không có cho đâu, đừng có mơ. Em gửi chị, lấy cho cha dầu ăn. Lát nữa chị kêu tụi nhỏ đem cho em 10kg gạo. Loại dạ, mẹ em vẫn thường hay ăn đó để nha. Để có gì em kêu Tiến Sĩ nó đem qua cho. Dạ. Dạ. Ờ, lớn hay nhỏ chị? Lấy cho nhỏ thôi. Ờ, giờ hết nhỏ rồi, còn chai lít hả? Ờ thôi cũng được. Dạ. Này nhiêu tiền vậy? 38.000 chị. Chị gửi tiền. Cho em gửi, cảm ơn. Hai đứa đâu rồi, ra phụ mẹ nè. Trời ơi, hai cái đứa này á, không có ngày nào mà không la hét với hai đứa nó. Thiệt tình á. Chị mua cái gì mà đặt hàng trong giờ làm việc vậy? Chị mua đồ dùng học tập cho thằng Tự Nhiên á, sắp vô năm học mới rồi. Mà em biết không, toàn là hàng sách tay của Mỹ không đó. Tưởng gì á, chứ mấy thứ này á, chị đưa bé đi nhà sách là mua được rồi. Mua trên mạng á, vừa tốn kém vừa phức tạp nữa. Trời ơi, em không biết gì hết á, hàng ngoại vẫn tốt hơn chứ. Càng tốt á thì con mình học mới tiến bộ được, em hiểu không? Mà bây giờ mua hàng trong nước nhiều khi hàng Trung Quốc đó nha. Chị ơi, chị Hương á, chị muốn cái gì cho thằng Tự Nhiên cũng phải là tốt nhất hết á. Đầu tư cho thần đồng mà, tốn kém chút có sao đâu. Em mà có điều kiện á, em cũng đầu tư cho con em y vậy. Dụng cụ học tập á là của mấy đứa nhỏ chứ đâu phải của mình đâu. Quan trọng là tụi nhỏ thích là được rồi. Trời ơi,
phải để cho tụi nhỏ tự chọn lựa thì niềm vui học tập mới thoải mái hơn được. Đâu có được em, tụi nó đâu có biết gì đâu. Hàng tốt hàng xịn nó đâu có biết gì đâu mà lựa. Chỉ có cha mẹ mới biết là con mình đang cần cái gì, hiểu không? Chị Xuyến á, cứ dạy con theo cách lỗi thời, không khéo mai mốt con của chị thua kém con của người ta đó. Ừ, nói chung bây giờ cũng chưa biết là cách nào tốt cách nào xấu hết trơn á. Nhưng mà trước mắt á, là cái cách của chị á. Nè, thằng Tự Nhiên á, nó học giỏi lên nè, nó chịu học nè, rồi ngoan ngoãn lên nữa. Vậy cái cách của chị là tốt nhất rồi còn gì? Chị, biết đâu á, mai mốt thằng Tự Nhiên nó trở thành thần đồng, rồi nổi tiếng. Cái biết bao nhiêu người đi theo chị xin bí quyết đó. Hả? Bí quyết gì? Thì bí quyết dạy con trở thành thần đồng chứ là gì? À, chị hiểu rồi. Ừ, thì nếu mà ai mà hỏi á, thì mình cũng chia sẻ thôi chứ có gì đâu. Cái này tốt mà, đúng không? Alo. À đúng rồi, chị có đặt hàng dụng cụ học tập của Mỹ mà hàng sách tay á, em còn không? Ơ trời, hết rồi hả? Hàng Nhật mà có mắc hơn nhiều không em? Vậy thôi em lấy luôn cho chị đi. Bây giờ em chuyển đến cái địa chỉ mà chị nhắn cho em đó nha. Cảm ơn em nha. Cái gì vậy bà? Không biết nữa, người ta giao hàng cho con Hương đó. Cái chú giao hàng nói là hàng on hàng yết gì đó ông. On cái gì là on gì? Không biết nữa, nó nói nhanh lắm. Thì chỉ kịp rồi nhận hàng thôi. Đây nè, đây cái giấy giao hàng đây nè. Tập vở cặp dụng cụ học sinh. Trời đất ơi, sao mà mắc tiền dữ vậy? Bao nhiêu ông? 10 triệu đồng. 10 triệu? Trời đất ơi. Con chào ba, chào má. Chào ông bà nội đi con. Thưa ông bà nội, mới học về. Tội nghiệp quá. Nó mệt quá rồi đó. Bỏ cặp ra đi con. Dạ. Ủa, trời ơi, người ta gửi tới cho con rồi đó hả? Ừ, đó. Mừng quá, con mong hồi bữa giờ. Nè, dạ. Mà ba mày vừa mới đọc xong những cái gì mà sách vở thôi mà 10 triệu vậy hả con? Dạ, đồ dùng học tập cho nhỏ đó. Mà phải mua mắc tiền như vậy nè, đồ ngoại nhập không đó. Như vậy thì nó học mới tốt được. Đồ ngoại rồi mới học giỏi được hả con? Dạ đúng rồi. Dạ thôi, thôi để con mang lên nha. Được không? Dạ được. Ê chà, bó tay. Con chào ba mẹ, con chào cô Mai. Hôm nay bắt đầu đi học lại rồi ha. Năm dạ. nay của cấp 1 cố gắng nha con. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ. Thi Thi à, ăn nhanh đi rồi mẹ đưa con đi học. Hôm nay khai giảng á, chắc là học nửa buổi thôi là được về rồi đó. Mẹ hứa với con gì mẹ quên à hả? Mẹ hứa gì ta? Thi Thi nhắc lại cho mẹ nhớ đi. Mẹ hứa là năm học này mẹ sẽ cho con đi học bằng xe đạp. Ha. Thi Thi à, mẹ có hứa như vậy nhưng mà con mới tập xe đạp có vài tháng thôi. Mẹ nghĩ là con nên tập xe đạp thêm vài tháng nữa đi, để cho rành rồi hả đi. Mà mẹ ơi, con đã tập rành lắm rồi đó. Với lại từ trường đến nhà, từ nhà đến trường cũng đâu bao xa đâu. Nhưng mà mẹ nghĩ là con nên tập thêm vài tháng nữa, khi nào chạy xe rành á thì con hãy tự đi, chứ con đi như vậy bây giờ mẹ lo lắm. Mà em, mình đã hứa với con á, nếu mà con biết chạy xe đạp thì mình cho con đi học bằng xe đạp. Mình là người lớn, hứa phải giữ lời chứ. Nhưng mà... Không sao đâu, từ nhà mình tới trường có cây số à. Nó đi cẩn thận là được chứ gì. Với lại Thi Thi, con nhớ là phải đi sát liền nghe chưa. Thôi, vậy cũng được. Sợ hai cha con luôn á. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn ba. Rồi ăn nhanh đi, ăn nhanh rồi, đi học rồi đi học. Dạ. Mấy đứa nhỏ đi học lại chắc em lu bu lắm ha. Dạ. Nghỉ hè tụi nó có phụ được gì mình đâu, toàn ăn chứ ngủ. Con chào cô. Con đi đâu vậy? Bữa nay tụi con đi khai giảng. Vậy hả? Chắc là cái thằng tiến sĩ lại ngủ nướng, quên hôm nay đi học lại rồi. Thôi kệ nó đi. Dạ, thưa cô con đi. Ừ.
bữa nay khai giảng. Trời, hè chi tụi nhỏ đi học háo hức quá chừng. Hả? Rồi hai đứa nó. Trời ơi, trời đất quỷ thần ơi, hai cái đứa này giờ này còn ngủ, giờ này còn nằm đây ngủ hả? Hai đứa có biết bữa nay là ngày gì không hả? Hôm nay là ngày 5 tháng 9 đó mẹ. 5 tháng 9 nè, 5 tháng 9. Làm chị mà không biết gương mẫu hả? Hôm nay là ngày khai giảng có biết không? Khai giảng? Ừ. Mà mẹ chưa chuẩn bị gì cho tụi con mà. Mẹ chưa mua tập vở cho tụi con, mà chưa mua quần áo sao đi học được. Ừ. Thì mặc đồ cũ đi học, cứ đi khai giảng trước đi đã. Rồi tối về mẹ mua sách vở với quần áo sao? À, rồi biết đâu á, mua phút chót sẽ được khuyến mãi thì sao? Trời ơi, con sợ tới lúc đó hả, hết hàng luôn là đằng khác nữa. Ờ, à, đúng rồi á, năm nào mẹ cũng không có rút kinh nghiệm. Thôi chết rồi, bỏ hàng nãy giờ không ai coi hết, hai đứa lẹ lên nghe chưa? Dạ, dạ. Biết rồi, lại đi học nữa, hoài thiệt. Chim rủ quá vàng với. Trời ơi, cặp mình nặng muốn chết nè. Sao vậy? Thì tại má mình á, sợ mình đói bụng nên đem cho mình cả đống bánh luôn nè. Đúng rồi, mì. Nhìn mặt bạn xanh xao quá mà. Với lại bạn phải ráng ăn lên chứ. Bạn ăn không? Mình ngán rồi, cho bạn nè. Thôi ăn đi. Vậy với mình đi. Ê, mình chơi thi mà. Thi không ăn thì thôi, mình đem về. Tôi đây. Thôi, lỡ rồi bông bông, cho tiến sĩ ăn đi. Nhờ Thi xinh á, còn ông á, bạn có chừng mình á. Thôi, hai bạn đừng có cãi nhau nữa được không? Mình đã nói là chơi chung một nhóm không được cãi nhau mà. Thôi, hôm nay mình chở Thi về nha. Má mình chưa có kịp mua xe đạp mới cho mình. Thôi. Vậy còn mình sao? Thì bạn đi bộ chứ sao. Thôi, hai bạn đi bộ hết đi. Suốt ngày cứ cãi nhau hoài à. Tại bạn á. Ai biết la mình chi? Hả? Tự nhiên kìa. Nó không ưa mình á thì nó cũng học chung lớp với mình nè. Đáng đời. Mình sẽ xin cô một cặp tự nhiên. Nếu mà cặp bị bài á thì mình sẽ được điểm cao là cao, không bao giờ bị thấp. Các bạn có thấy không? Khi tự nhiên vô lớp thấy khó chịu khi mình thấy tụi mình á. Kệ nó. Mình sẽ vô lớp, mình kêu mấy bạn kia nghỉ chơi với nó hết luôn. Tại sao bạn lại nên nó? Mất lịch sử quá. Chứ kêu nó bằng gì? Bạn bè thôi. Mình về không con? Nhìn mặt thấy mà ghét. Hống hách, tự cao, sẽ không ai chơi với nó nữa đâu. Mình sẽ copy bài bạn ấy để mình có được thật nhiều điểm. Còn mấy chuyện khác á thì bỏ qua đi Thi. Đồ tiến sĩ ba phải. Ê Thi, tại bạn mà Thi bỏ về á. Tại bạn á. Biết cái nhau chi. Tự nhiên ơi tự nhiên, mở cửa đi coi con làm gì ở trong vậy. Tự nhiên. Sao vậy ông? Ai biết đâu nó tự nhúc mình ở trong, nó đâu chịu mở cửa đâu. Trời ơi. Tôi không nghe gì ông à. Không thấy động tĩnh gì hết. Không biết có chuyện gì không nữa. Nhiên ơi. Tự nhiên. Mở cửa cho ông bà nói chuyện con. Từ trường về đây á, cái mặt nó chầm dầm mà hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Trời ơi, về nhà rồi tự nhốt mình ở trong phòng luôn vậy á. Hay là ở trường có chuyện gì? Trời ơi, bây giờ tính sao bây giờ? Có lẽ là do bị áp lực học quá đó nè. Mà học lớp 5 đó mà. Học riết rồi, thần kinh luôn à. Thôi bây giờ dây. Bà đi xuống rồi điện thoại cho ba mẹ nó về đây gấp đi. Cho ba mẹ nó giải quyết đi. Đúng. Tôi đi gọi điện. Ông ơi, ông ở đây. Ông chịu khó dụ Ngọt cháu coi sao nha. Nha. Ngọt? Ngọt là sao? Đang bực mà ngọt gào.
Tự nhiên ơi, tự nhiên. Đây là má mở cửa đi con. Mình đang hiểu rồi. Tôi không biết là ông nội bị liêu không, không có cái gì vô cửa quá trời quá đất gì. Đó, lên tiếng đi để biết là còn sống. Ôi, còn ở trong. Cái gì? Trời đất ơi, rồi bây giờ nó làm sao? Tôi chết rồi. Có chuyện gì vậy chị? Chị cũng không biết nữa, thằng con chị bây giờ nó cáu gắt với tất cả mọi người, rồi bây giờ nó tự nhốt mình ở trong phòng vậy đó. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Hôm nay là tụ trường, lẽ ra tụi nhỏ phải vui khi tụ trường mới đúng thì chứ. Thì đó, thôi chị về trước nha. Dạ. Anh hả? Đi về liền đi, con mình có chuyện rồi. Không biết có chuyện gì không nữa. Em nghe nè chị. Mai hả em? Dạ. Thi Thi đi học về chưa? Nó đang chơi với mấy đứa trong phòng khách nha chị. Vậy kêu Thi Thi nói chuyện với chị một chút. Dạ. Ừ. Con nghe nè mẹ. Thi Thi hả con? Dạ. Có vấn đề vậy đó. Sao tự nhiên nhốt mình trong phòng? Chắc là do bà nói với không ai hết. Ảnh hưởng thần kinh của thằng nhỏ thì tương lai thằng đó có như là hỏng. Thiệt là. Mời anh tấp xe vô liền. Mời anh. Tự nhiên. Con mở cửa ra coi. Cái gì vậy con? Mở cửa ra coi, con làm mở cái gì vậy? Tự nhiên ơi. Mở cửa ra. Tự nhiên à. Trời đất ơi, làm sao đây? Rồi bây giờ vậy phải kêu thợ sửa khóa mở phá cái cửa thôi. Chứ ở trong rồi mấy tiếng đồng hồ rồi ai biết gì ở trong. Mở cửa đi con. Không đây. Đi. Phải tụi bay đó. Mắt nó học nhiều quá cho nên nó đi mất rồi. Trời ơi. Má ơi, bây giờ đang rối mà má làm cho rối thêm bây nữa giờ à. Phá cửa thôi. Bây giờ mình phá cửa đi. Dạ, lưu lại. Lấy nè. 1, 2, 3. Trời ơi, sao vậy con? Con đã nói là con không bị gì hết trơn mà. Dạ, con suy nghĩ đi. Con có sao không vậy con? Rồi con có sao không? Dạ, ba má ra ngoài đi, để con nói chuyện với nó. Thôi để cho mẹ nó nói chuyện với nó đi. Nó không sao được rồi. Nó không sao là được rồi. Con ơi, có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên nhốt mình ở trong phòng vậy hả? Con làm mẹ lo quá. Có chuyện gì vậy hả? Nè, có chuyện gì? Có chuyện anh, gì? Cô có sao không? Anh từ anh. Có chuyện gì nói cho ba nghe coi. Nói dạ, cho ba nghe đi chắc con. Chắc là mọi người muốn biết lắm. Là con bị gì đúng không? Đúng rồi. Dạ, con bị xếp lớp học chung với lại mấy đứa trong xóm á. Con học có thích. Trời ơi. Dạ. Có vậy thôi đó hả? Dạ. Con có biết là ba chạy thục mạng về đây, bị công an giao thông bắt rồi nhốt xe luôn kìa. Cái gì? Bị nhốt xe luôn rồi hả? Chứ còn gì nữa. Trời đất ơi. Ba ơi, con hết năng lượng học rồi. Trời đất ơi, chỉ có vậy thôi mà con làm cho cả nhà rối tung rối mù lên. Thì bởi. Ông à, thôi từ từ đi, làm cho cháu nó sốc ông. Nè, nói con biết nghe ha, điều lành mang lại điều dạy mang đi. Một điều nhịn chín điều lành, nghe chưa? Con à, bạn bè mới chơi với nhau, chưa hiểu tính nhau, cho nên chọc phá vào một chút thôi mà, có gì đâu. Nội thấy tính tình mấy đứa đó cũng dễ thương mà. Nhưng mà con không thích chơi đám tụi nó. Nhất là con nhỏ nhiều chuyện, tên là Thi Thi gì á. Anh sao vậy? Sao không ngủ đi rồi ngồi than vãn cái gì vậy trời? Hay quá ha. Ngủ gì được mà ngủ. Vậy em cũng bình thản được nữa. Hay thiệt á. Có chuyện gì vậy hả? Bởi vậy em không thể nào làm mẹ thằng Đồng được hết đó nha. Thằng tự nhiên nó đang trăn trở như vậy, nó khó chịu như vậy, chắc chắn là sẽ ảnh hưởng tới việc học của nó. Như vậy có nghĩa là nó không thể nào trở thành thằng Đồng được. Trời ơi. Thì bây giờ nó qua chỗ mới, bạn mới, nó chưa có quen thôi. Thì từ từ nó quen nó cũng học được vậy. Con mình nó thông minh mà, trước sau gì nó cũng đứng nhất lớp hết á. Anh nói có vấn đề là có vấn đề đó.
Vậy bây giờ anh tính sao? Tính cái gì nữa mà tính? Không tính được cho nên mới không ngủ được nè. Vậy chắc đêm nay em cũng thức tới sáng luôn quá. Phải thức tới sáng, chừng nào suy nghĩ ra cách nào đó để giúp cho con được, lúc đó mới ngủ. Xúc xắc, xúc xẻ. Thấy chị Thi mà không biết chào hả? Bạn mà không chào là bạn chết với mình á. Đây là chủ nhân của bọn mình á. Chào lễ lên, chào không? Tại sao mới chào? Tại sao tôi phải chào một vợ chứ? Mấy bạn, xuống đi cho mình. Còn nữa, vô cái lớp này học giỏi là phải chỉ bài cho tụi mình á. Đúng rồi đó. Bạn nhớ phải tới sớm để chủ nhật hay đi thi á nha. Mời mình tới đây học mà. Còn nữa, mình được đứng nhất chứ không phải là bạn. Nếu bạn hơn mình á thì không học chung mấy bạn đâu. Học chung mấy bạn đâu. Trời ơi, tự nhiên. Sao vậy con? Sao vậy con? Tự nhiên, sao vậy con? Ngồi dậy, hả? Đứng lên coi con. Có chuyện gì con? Vậy? Hả? Chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Sao vậy con? Sao vậy con? Hả? Ba, ba ơi, con không chung tụi nó đâu. Tụi nó phá ra ngoài, con học được. Nhưng rồi con nhỏ Thi Thi á, nó ấm lắm. Trời ơi, nó ám ảnh luôn rồi đó, anh thấy không? Thì chính vì con Thi Thi nó làm quá, nó mới ám ảnh. Thôi được rồi, ba nhất định á sẽ đổi lớp cho con. Dạ. Ừ, vậy đi, phải đổi cho nó thôi. Yên tâm đi, yên tâm nha, đi con. Cho con nha. Dạ. Anh uống cà phê nè. Chào ba mẹ con đi học. Ừ. Ừ nè, ba dặn nè, đi xe đạp phải cẩn thận nha con. Dạ. Mà mẹ ơi, cho con tiền ăn xôi ở trường được không? Con thèm ăn xôi ở trường quá. Ừ, vậy cũng được. Hôm nay á, cô Mai xin nghỉ. Bây giờ không có ai nấu đồ ăn sáng hết. Nè. Dạ, cảm ơn mẹ. Mà Thi Thi, nhớ lời mẹ dặn hôm qua chưa? Con biết rồi. Mà tại bạn ấy chứ đâu phải tại tụi con đâu. Ủa, có chuyện gì vậy em? Thằng Tự Nhiên á, đi học về nhốt mình trong phòng, làm cho cả nhà nó lo lắng vậy đó. Ủa, có chuyện đó nữa hả? Ừ. Con gái, sao con không kể ba nghe? Chuyện có gì vui đâu mà kể hả ba? Tự nhiên hóng hách đó hả? Cả lớp con đâu ai thèm chơi với bạn đó đâu. Bởi vậy mẹ mới nói con là tìm cách giúp bạn để cho bạn hòa đồng với mấy bạn trong lớp. Con á, không có được bày ra nhiều trò, làm cho bạn thêm căng thẳng nghe không? Nhưng mà con giúp bạn để làm gì? Thì tại vì mẹ con á biết là Thi Thi của ba mới làm được chuyện đó thôi, hiểu chưa? Bạn Tự Nhiên học rất giỏi, nhưng mà toàn vì bạn mới không cho nên bạn ấy ngại. Con phải giúp bạn ấy chứ. Cả việc nói chuyện gì đi chơi với tụi con, bạn ấy còn không thèm. Huống hồ gì con giúp được bạn ấy. Con biết không, con trai bao giờ cũng ngại chơi chung với con gái, nhất là đứa con gái xinh đẹp như con gái của ba vậy đó. Thiệt hả ba? Ừ. Ba tin á, sau này hai đứa sẽ thành đôi bạn thân, hiểu chưa? Dạ, vậy thì con sẽ cố gắng để giúp bạn Tự Nhiên. Con chào ba mẹ con đi học. Anh à, sao em thấy lo? Chị Hương còn giận chuyện anh lần trước đó, rồi cấm con Thi Thi không cho chơi với thằng Tự Nhiên luôn đó. Tự Nhiên nó như vậy á, một phần là cũng do cách giáo dục của ba mẹ nó. Anh cũng lo thằng bé sau này sẽ tự cao lắm đó. Thôi chết, tới giờ đi làm rồi. Anh ơi, hôm nay Mai không có ở nhà, anh ở nhà nấu cơm làm công việc nhà giùm em được không? Rồi, bữa nay bác sĩ sẽ tự nguyện phục vụ cho hai mẹ con hết mình luôn, được không? Chồng em là số 1 á. Em đi nha.
À, hai vợ chồng con có bận đi làm thì để ba đưa Tự Nhiên nó đi học giùm cho. Dạ thôi được rồi ba ơi, để con đưa nó đi học. Sẵn con gặp cô hiệu trưởng, con xin với cô hiệu trưởng đổi lớp cho nó luôn. Gì kìa, mới học con ngày chuyển trường cái gì? Trời ơi, chưa có quen thì từ từ bạn bè nó mới quen. Nhưng mấy đứa trong xóm nè, ba thấy đứa nào cũng hiền lành, ngoan ngoãn mà. Dạ không có đâu, tụi nó diễn kịch chứ mà ông nội á. Chứ tụi nó trong lớp á, quậy gần chết luôn, sao có học được. Ba, đợi lớp cho con liền đi. Nè, anh, cho con. Đi. Đây, anh cầm cái số tiền này á, lát nữa có chuyện gì á là mình gửi cho cô hiệu trưởng nha. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Dạ. Đây nè, mấy đứa con làm ba cái chuyện gì vậy, ba không có thích đâu kìa. Ba ơi, có gì đâu mà không được. Hơn nữa nó là con của con, ba cứ để cho tụi con lo đi. Dạ. Với lại bây giờ những cái gì tốt nhất dành cho nó, để nó trở thành thằng đồng, tụi con cũng sẽ làm hết á. Thưa ông nội đi học. Dạ thưa ông nội con đi học. Thưa mẹ đi học. Đi con đi. Dạ con xin phép ba con đi luôn. Hết biết. Hai đứa ráng học giỏi, để cho mẹ nở mày nở mặt nghe chưa. Trời đất quỷ thần ơi, hai cái đứa này tỉnh dậy chưa hả? Tỉnh dậy. Trời ơi, có biết mẹ làm lụng vất vả nuôi hai đứa như vậy là mong hai đứa học thành tài cho mẹ nở mày nở mặt không hả? Hai đứa làm mẹ thất vọng quá, uổng công mẹ kỳ vọng vô hai đứa. Mẹ đặt tên cho hai đứa là cái gì nói. Dạ hoa hậu. Nói. Tiến sĩ. Đó, mẹ muốn con gái phải đậu hoa hậu, con trai phải đậu tiến sĩ. Mà giờ hai đứa học hành như vậy rồi sao đây hả? Nhưng sao mẹ ước muốn cái gì mà cao xa quá vậy? Thôi kể giờ học rồi nha mẹ, tụi con đi học nha. Đi. Mẹ nè. Nói thì không nghe, rã treo với mẹ nữa chứ. Con đi nha. Còn với cái thiệt tình hả? Mà thôi, miễn sao buôn bán đắt là được rồi, có tiền là được. Mình đi mua cái gì đó ăn đi nha. Trời, hay là mua gỏi cuốn ăn đi. Bà để có tâm hồn ăn uống mới đi được đó. Trời ơi, chị không hiểu sao á, mấy đứa bạn với con Thi ở trong lớp sao nó phá quá vậy? Con chị học không có được gì hết à? Ủa vậy hả chị? Chắc là tụi nhỏ mới biết nhau nên chưa có quen thôi. Chứ con Thi nhà em nó ngoan lắm chị. Nhưng mà dù sao thì con chị cũng không thích học cái lớp đó nữa. Bây giờ chị đang tính cách đi nè. Ủa? Qua đây, qua đây. Tính cách là sao chị? Thì đó, ông Dũng, chồng chị á, bây giờ đang ở trường để xin chuyển lớp cho nó nè. Nghiêm trọng tới mức phải chuyển lớp luôn hả chị? Chứ gì nữa. Coi bộ khó à nha. Vì các lớp đã ổn định, đầu năm học mới rồi. Không được thì cũng phải chuyển thôi. Chứ bây giờ ở trong lớp đó nó không tập trung làm sao nó học nổi. Mà con bé Thi là con gái mà quậy dữ vậy đó hả? Làm thằng Tự Nhiên sợ quá phải chuyển lớp luôn. Chắc tại tụi nhỏ nó chưa có thân với nhau thôi. Chứ... Nhưng mà khổ cái á, là thằng con chị á, nó không có thích quậy phá, nó lo học không mà. Nó đâu có giống bé Thi đâu. Cho nên là tốt nhất phải chuyển thôi chứ. Bây giờ làm sao nó tập trung học được đúng không? Dạ. Ý. Chị Hương, em nói nghe nè. Cô giáo chủ nhiệm là bạn thân của em, có gì để em nói cổ qua để ý bé Tự Nhiên cho. Chứ đừng có chuyển lớp, làm phiền ban giám hiệu lắm. Em mới nói gì? Em nói là cô giáo chủ nhiệm là bạn thân của em hả? Dạ. Trời đất ơi. Vậy thì càng lo, chắc chắn sẽ thiên vị con bé Thi lắm đây. Biết ngay là ngày nào con không để mình yên mà. Tức thiệt. Tự Nhiên. Chị. Tự Nhiên. Đó, cháu đậu Tự Nhiên. Tự Nhiên. Hả? Nói với lại ai nội. Gì vậy? Đi
sao vậy con? Tự nhiên ân oán chồng chất nữa rồi. Ê Thi Thôi, Thi Thôi, Thôi. Mày làm gì ở đây vậy? Sao mình gọi bạn mà không nghe vậy? Đâu có, nhưng mà mình đang có chuyện gấp mà. Sao nhìn nó te tua vậy? Te tua là sao? Thì mắt kiến thì bị gãy, còn quần áo thì tèm lem hết á. Mà hồi nãy sao Thi Thi chạy mất dép luôn vậy? Hay là bạn đã cho nó một bài học rồi đúng không? Sao Thi Thi cứ theo tự nhiên hoài vậy? Cô mà biết á là cô sẽ phạt bạn á. Mình không có cố ý đâu. Mình chỉ lỡ tay làm bạn ấy té thôi mà. Hả? Thật ra chuyện là vậy nè. Tự nhiên, sao bạn ngồi đó chi vậy? Bạn thấy con gái làm thì phải biết phụ đi chứ. Tự nhiên vậy? Cô giáo kêu bạn phụ đó. Bạn là phụ mình đi. Tự nhiên tự nhiên về mét ba mẹ thì làm gì bây giờ? Đúng rồi đó, mình cũng đang sợ điều đó nè. Ê Thi, trời, thôi đi bộ về đi, Thi không chở tụi mình đâu. Cái gì kỳ vậy? Nội nó bụng quá à. Nội lấy cho con ăn liền đây. Dạ. Ông ơi, ra ăn với cháu cho nó vui nè. Rồi ăn trước đi, tôi giặt đồ cho thằng nhỏ cái đã. Hả? Nội ơi. Kính của con á, nó bị bể rồi. Nội kêu mẹ mua cái mới cho con đi. Ừ, con cứ ăn đi, rồi nội sẽ gọi mẹ cho nha. Dạ. Tội nghiệp, học nhiều quá nên loạn cả mắt lên nè. Nè, hôm nay á, nội nấu món này nhiều lắm. Con gọi mấy bạn qua ăn chung cho vui nha. Ủa, nội ơi, sáng nay con đâu có bạn đâu. Thì Thi Thi, tiến sĩ với bòn bon đó. Hả? Tụi nó đó nội. Ừ. Thôi con không chơi chung đâu. Với lại con cũng không ưa tụi nó nữa. Nhất là nhỏ Thi Thi á. Thấy mà ghét. À, kìa con. Mất công cả buổi sáng nói chuyện mà không được gì. Đổi lớp không được. Không lẽ đổi trường luôn sao? Alo, anh đang tính gọi cho em nè. Mất công cốc rồi em ơi. Cả thời gian buổi sáng mà chả giải quyết được cái gì hết. Thì cái bà cô hiệu trưởng đó, bả thủ tục quá, cho nên là anh không có thuyết phục bả được. Anh tính vậy, để anh gặp vài người quen coi có trường nào tốt hơn để anh chuyển trường cho tự nhiên hay không. Hả? Cái gì? Có chuyện đó nữa hả? Sao em không chịu nói cho anh biết sớm? Thôi được rồi, để anh về đi, để tính ha. Con nhỏ thì phá phách, thằng cha thì xem thường, mỉa mai con mình, lại còn quen thân với giáo viên chủ nhiệm. Nhất định thằng tự nhiên học hành không yên được. Không được rồi, chắc chắn phải chuyển trường cho thằng tự nhiên mới được. Em ơi, tính tiền đi. Dạ. Nhanh nhanh giùm anh cái. Dạ dạ. Tự nhiên. Cho mình xin 5 phút thôi mà. Mình chỉ xin 5 phút thôi, mình ăn nỉ đó. Năn nỉ bạn thiệt đó. Bạn đi về đi. Mình không có gì nói bạn hết trơn á. Không, mình tới đây để xin lỗi bạn. Mình không cố ý chuyện đó đâu. Với lại, nghĩ đi nghĩ lại cũng tại bạn thôi chứ bộ. Còn nói nữa hả? Mẹ về đi. Mình nói ba của mình, mấy cô giáo. Xong rồi á, bạn sẽ bị phạt thiệt là nặng á.
Hả? Cái gì? Bạn là cái đồ con trai ích kỷ, chảnh chọe. Hỏi cái là mấy phụ huynh, hỏi cái là mấy phụ huynh là được sao? Đồ con gái phá phách. Thì thôi. Thì thôi. Hả? Bạn định tính sổ tự nhiên nữa hả? Sao bạn không rủ tụi mình? Mấy bạn tránh ra đi. Đây hả? Là chuyện riêng giữa mình. Giờ tự nhiên mình sẽ xử lý chuyện này. Nè, mấy bạn chịu một đám tới đây là ỷ đông ăn hiếp yếu hả? Không, mình tới đây để làm người thôi. Chuyện của tụi mình á thì tụi mình sẽ tự giải quyết, không đụng đến phụ huynh. Bạn có nghe rõ chưa? Vậy được, vào nhà ông đi. Vào thì vào, tiến sĩ với bồng bon vô luôn đi. Bây giờ mình có một câu đố muốn đố mấy bạn. Nếu mà mấy bạn thắng á thì chuyện đó mình bỏ qua, còn nếu thua thì sao? Còn nếu sai á thì phải chịu hình phạt. Sao, dám chơi không? Phạt còn đỡ hơn là bị mấy phụ huynh. Được. Ê Thi Thi, nghĩ lại đi, coi chừng bị nói phạt nặng đó. Mà Thi Thi nào, sao bạn không hỏi á là phạt cái gì? Sẵn sàng chưa? Đố gì thì đố lẹ lên đi, nhanh lên. Câu đố là bạn hãy hỏi bong bóng. Xong rồi lấy miếng dán này đặt lên bong bóng, đứng lên trên miếng ván mà không bị bể. Hả? Tiêu rồi đó. Cái này Thi Thi là chết chắc. Thi Thi, cái này chắc chắn bạn không làm được đâu. Ngày mai mới làm được á. Sao, dám chơi không? Hãy nói thua đi. Làm thì làm, sợ gì chứ. Đưa bong bóng đây. Thổi phun mình đi. Nè. Nào. Không chưa? Cột cho, cột cho. Không chưa? Nè. Cầm. Đưa đây cho tôi. Đây. Không giờ. Cố lên. Đâu mình giữ vậy? Đứng lên, đứng lên. Bỏ ra. Rồi. Cuối cùng đó. Ủa nè, trời ơi Thi ơi. Sao, thua chưa? Gần hết bong bóng rồi đó. Thôi thì thua, sợ gì chứ, giải đi. Đây, đưa đây. Trả nè. Nè, mình á, mấy bạn lấy có một quả. Mình á thì mình xài ba cái. Nè, bạn thở phụ mình. Nè. Nè. Đây. Lên, từ từ, ông ra.